trong đền thờ nơi chi thánh ngài. Bởi nhờ vào dòng huyết bao chiên con ngài vào đây trong đền thờ để chúc tán ngài với trọn lòng tôn kính Giê-hô-va. Vào đây trong đền thờ nơi chi thánh ngài bởi nhờ vào dòng huyết bao chiên con ngài. Vào đây trong đền thờ để chúc tán ngài với trọn lòng tôn kính Giê-hô-va. Con sẽ chúc tán ngài, con chúc tán ngài, con sẽ chúc tán ngài, con chúc tán ngài bởi danh ngài thật thánh thầy. Thánh thầy Giê-hô-va. Vào đây trong đền thờ nơi chi thánh ngài bởi nhờ vào dòng huyết bao chiên con ngài. Vào đây trong đền thờ để chúc tán ngài với trọn lòng tôn kính Giê-hô-va. Con sẽ chúc tán ngài, con chúc tán ngài, con sẽ chúc tán ngài. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa trong thư tín Hebrew đoạn 4 từ câu 14 cho đến câu số 16. Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16. Mọi người chúng ta có Kinh Thánh cả chưa ạ? Chúng ta cùng cầu sự. Nếu có rồi chúng ta cùng khởi sự. Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16. Chúng ta khởi sự. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ tượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ tượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, mình có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ khó cần đúng. Rồi, cảm ơn Chúa. Thư tín Hebrew là một thư tín rất là đặc biệt. Khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong bốn sách phúc âm để nói về chức vụ của Cứu Chúa Giêsu trên đất những ngày mà Ngài rao giảng phúc âm, huấn luyện trang bị cho các môn đồ và Ngài đã hoàn thành trong chức vụ của Ngài. Ngài đã chết, chôn và sống lại thăng thiên để hiển hiện Đức Chúa Trời toàn năng là Cha và cầu thế cho chúng ta. Và trong thơ tín Hebrew thì nói rất nhiều chức vụ mà của Chúa Giêsu trên thiên đàng, chức vụ thầy tế lễ tượng phẩm. Hôm nay chúng ta đã suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này với đề tài là chúng ta có thầy tế lễ tượng phẩm vĩ đại. Chúng ta có thầy tế lễ tượng phẩm, đó là một cái niềm vui, một sự tự hào vui mừng, rất là hãnh diện và tự hào là mình có một thầy tế lễ tượng phẩm trải qua các tầng trời và hằng hữu để cầu thế chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ
Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ tượng phẩm lớn trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Có điều đầu tiên ở đây đó, đây tác giả nói đây là cho các tôi con cái của Chúa biết rằng là chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm, từ cái tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời. Vậy là khi nói sự có, như vậy là bình thường thì chúng ta thì ai cũng cũng có cuộc sống hàng ngày, mọi người đều có đúng không, có cái tài sản sở hữu của mình, người thì có tài sản, có nhà cửa, đất ruộng, trang trại, rồi thì có tài khoản, có nhiều thứ khác nữa. Mà những cái chúng ta sở hữu ở trên đất này mặc dầu nó quý trọng nhưng nó chỉ là tạm thôi. Mặc dầu quý để tới Chúa, ông bà anh chị em đang sở hữu bất cứ một cái gì, tài khoản, đất ruộng, trang trại, hay là những phương tiện mình đang sử dụng rất là ích, hữu ích trong cuộc sống hiện tại chúng ta, nhưng mà nó chỉ là tạm. Nhưng trên hết tất cả những cái điều mà chúng ta có, thì là chúng nói đây cho những kẻ có lòng tin nơi Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì chính chúng ta đang có chính Chúa Giêsu, chúng ta là thầy tế lễ tượng phẩm đời đời mà chúng ta có, để chúng ta cậy nhờ và trông cậy. Có thầy tế lễ ở đây, có Chúa, có thầy tế lễ tượng phẩm để chúng ta cậy cậy trông, có mối giao ước, có mối quan hệ để mình nhờ cậy, chứ nó không phải như là có để trong phạm vi sở hữu tài sản của mình thì mình cũng có quyền sở hữu, nhưng chúng ta có là để chúng ta trông cậy, nhờ cậy, cũng như một người con biết mình có một người cha, ông rất là quyền năng, rất là yêu thương, rất là khôn ngoan, thì để mình nhờ cậy trong mọi bối cảnh, khi gặp bất cứ một cái nan đề cái gì thì cũng điện thoại, phone đến hỏi cha, hoặc cậy nhờ hay xin cố vấn. Và đây ý tác giả muốn nói là như vậy, để chúng ta có, vì chúng ta có thầy tế lễ tượng phẩm đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận và tin. Và là chúng nói đây là thầy tế lễ tượng phẩm đời đời này là trải qua các tầng trời. Kinh Thánh cho ta biết rất rõ ràng một cuộc đời của Chúa Giêsu là đã giáng sinh từ trời và ngoài đã hoàn thành trong cái làm trọn luật pháp công bình của Đức Chúa Trời, phải chết, chôn và sống lại thăng thiên. Như vậy là Ngài đã trở về trời. Chẳng ai có thể từng trải qua các tầng trời ngoài Chúa Giêsu đấng đến từ trời, và Ngài cũng trở về trời. Kinh Thánh nói ở đây, và tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận và tin. Nhắc nhở chúng ta là như vậy. Vấn đề gì? Thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận và tin. Nhắc nhở chúng ta là cái niềm tin nơi Chúa Giêsu là vô cùng là giá trị, là sự vĩnh cửu. Nhắc nhở chúng ta là điều chúng ta là rất là vui mừng khi chúng ta có đáng tự hào là có một thầy tế lễ tượng phẩm, không chỉ là tôn giáo, không phải chỉ là theo giáo đạo, mà là có cứu Chúa Giêsu đấng vĩ đại và đấng đã làm trọn mọi sự công bình. Hiện nay Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng mà cầu thế chúng ta, và chính là Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời. Trong đoạn 7 và đoạn 8 thì chúng ta thấy là khi nghiên cứu về thầy tế lễ thượng phẩm từ đoạn 5, đoạn 7 thì câu 14 và đoạn 8 thì nó rất rõ về cái chức vụ, cái vị trí và cái giá trị, cái năng quyền của đấng ngồi trên bên ngai bên hữu Đức Chúa Trời. Như vậy là chức vụ của Chúa Giêsu hôm nay đã là và đã đang và sẽ còn cho hôm nay chúng ta, để cứu chuộc chúng ta cho đến ngày của trọn vẹn. Vì chúng ta biết cái điều này vô cùng là giá trị, đúng không? Vì trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mình luôn nhớ là mình có một Chúa cứu Chúa đấng đang cầu thay chúng ta. Và cái chức vụ của tế lễ thì chúng ta biết đó là nhiệm vụ đấng thầy tế lễ là hàng ngày
dâng lời cầu thay, dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời, đứng giữa dân sự với Đức Chúa Trời là đấng trung bảo để cầu thay, trình dâng mọi nhu cầu, mọi nan đề cho Đức Chúa Trời, xưng tội mình và xưng chính, dâng mọi nan đề, trình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Như vậy là mà đây chúng ta biết một điều là Chúa Giêsu của chúng ta là đấng mà trải qua các tầng trời, và Ngài đã chịu tất cả những sự thử như con người chúng ta. Phần 2 câu số 17, 18 nói rõ rất rõ ràng. Nhân đó Ngài chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ tượng phẩm, hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cam dỗ, nhưng có thể cứu những kẻ bị cám dỗ. Và đây có lẽ Chúa biết rằng là Chúa trải qua mọi hoàn cảnh khổ đau và nhọc nhằn như tất cả mọi người chúng ta đã chịu, nhưng Ngài không hề phạm tội. Và chính vì đó Ngài có thể cứu chúng ta trong mọi sự cám dỗ. Đó, chúng ta có cái thể tế lễ như vậy rất là vui mừng, rất tự hào, bởi vì là chúng ta rơi vào trong bất cứ hoàn cảnh nào, bi đát hay là đến tối sau, thì hãy nhớ rằng chúng ta có thể tế lễ tượng phẩm của mình. Chúa yêu thương chúng ta, đã chuộc mua chúng ta bởi huyết của Ngài, tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Và hôm nay Ngài đã đang cầu thế cho mỗi chúng ta, đức tin chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh mà chúng ta, Chúa đang trao phó, cũng như từng bước đường đi chúng ta là có Chúa nhắc nhở ta đó. Tác giả nhắc nhở chúng ta mới điều đừng quên được ạ, chúng ta có thể tế lễ tượng phẩm. Và điều thứ hai ta nói đây là chúng ta có thể tế lễ tượng phẩm khác với là cái thầy tế lễ theo luật pháp. Và xem câu số 15, vì chúng ta không có thầy tế lễ tượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự đối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm. Vì ở đây là nhắc nhở là không phải là có thầy tế lễ tượng phẩm theo luật pháp theo ban Lê-vi mà theo luật pháp của Môi-se. Như vậy tất cả các thầy tế lễ theo luật pháp của Môi-se, theo ban Lê-vi, tổng Lê-vi thì là con người, họ rất yếu đuối, cũng phạm tội, và họ đều phải trải qua sự chết, và mọi người đều phải chết. Như vậy là hàng ngày họ phải dâng tội lỗi của dân sự cầu thay và cho chính tội lỗi của mình nữa. Nếu là thể tế lễ tượng phẩm thì hàng năm mới vào một lần dâng tội lỗi của dân sự cầu thay và cho chính tội lỗi của mình, và trước khi vào phải mang lễ vật sinh vật gì đó để dâng. Nhưng đây Chúa chúng ta là chạy qua các tầng trời một ngày vào nơi thánh một lần, dâng chính mình, dâng chính thân thể mình làm của lễ một lần đủ cả. Thì đó là cái là nó khác biệt hoàn toàn với cái thầy tế lễ theo luật lập pháp. Các thầy tế lễ luật pháp không trải qua các tầng trời, không thể cảm thông hết thảy mọi lỗi lầm của con người được, bởi vì họ hạn chế, họ là người, họ là người. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta thì đặc biệt, đúng không? Ở đây là trong sự so sánh tất cả cho chúng ta biết là Giêsu chúng ta là thầy tế lễ thượng phẩm, bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, nhưng chẳng từng cuộc đời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy những 33 năm Ngài sống trên đất, và Ngài này không hề phạm bất cứ lỗi lầm nào, ngay cả trong miệng lời nói của Ngài. Và nếu nói một con người thì là con người trọn vẹn nhất, không có bất cứ một nhân vật nào có thể trọn vẹn như cái Chúa Giêsu theo lời Kinh Thánh. Tất cả các vĩ nhân hay là những nhân vật anh hùng đức tin, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Esai, tất cả những anh hùng đức tin nhưng mà đều có những lỗi lầm theo như Kinh Thánh mô tả là rất trung thực. Nhưng chỉ khi Chúa của chúng ta là hỏi Ngài không hề phạm bất cứ lỗi lầm nào, trong miệng Ngài không hề có chút chi dối trá. Như vậy thì để chúng ta thấy chúng ta không vì chúng ta không có thể tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự đối chúng ta,
bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, song chẳng phạm tội. Và đây điều mà chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã trải qua sự cám dỗ trong đồng vắng, theo như Ma-thi-ơ đoạn 4 thì mô tả lại Ngài đã thắng mọi sự cám dỗ qua lời của Ngài. Điều đó đang nhắc nhở chúng ta biết là khi chúng ta đối diện với bất cứ một sự cám dỗ nào thì Chúa đã từng trải qua những cám dỗ đó, Ngài hiểu, Ngài biết để giúp đỡ chúng ta mà nhắc nhở giúp đỡ chúng ta qua lời. Vậy nên là khi sứ đồ Phaolô luôn khuyên anh em là hãy đầy dẫy lời Chúa trong lòng anh em để anh em dư dật sự khôn ngoan và có lời đam mê lời của Chúa và đầy dẫy lời của Chúa, thì khi mình rơi vào trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chính Thánh Linh của Chúa nhắc nhở và Chúa đang cầu thấy chúng ta, và Thánh Linh cũng nhắc nhở chúng ta để chúng ta có lời và trong cái bối cảnh, trong cái giai đoạn đó, cái bối cảnh đó, để có lời phù hợp hoàn toàn với cái mình đang đối diện. Chứ không phải lúc đó khi chúng ta đang đối diện với một hoàn cảnh nào phải mang từ sáng tới tí đến cả huyền mấy lần thì điều đó là cả là một vấn nạn. Nhưng mà khi mình biết à, chính Chúa nhắc nhở chúng ta biết lời của Chúa trong bối cảnh đó, có lời để mình thắng hơn sự cám dỗ và chỉ chúng ta một cái lối đi. Chính là Chúa nói rằng là nhưng trong một sự cám dỗ, Ngài mở đàng cho anh em có thể gặp, nên là chung mở đàng trong bất cứ một cái nguy nan khó khăn nào thì có một lối mở, một lối đi nào đó, mà một nguyên tắc nào đó để xử lý, vượt qua và bắt đầu mình trưởng thành hơn qua lời của Chúa đó. Và lời Chúa nhắc nhở đây là chúng ta rất vui mừng bởi mình có một cái thầy tế lễ thượng phẩm, mình tự hào, và mình có một thầy tế lễ vĩ đại giúp đỡ mình trong mọi sự những ngày mình sống trên đất này. Hôm nay chúng ta đang sống những ngày đợi chờ Chúa trên đất này thì có lẽ biết ta trải qua biết bao nhiêu vấn đề, chúng ta không biết là ngày mai ra sao. Giai đoạn vừa qua là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, không ai biết được là những ngày tới năm 2022 ra sao, chúng ta không biết được. Mà mình chỉ nên nhớ rằng có một đấng, mình có một Chúa, Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đang ở trên trời luôn cầu thấy ta, và Ngài biết trước tất cả mọi việc, thấy mới hết tất cả mọi điều và hiểu mọi sự, và Ngài nâng đỡ chúng ta khi chúng ta thực sự vẫn ở trong cái mối giao ước và mối quan hệ với Ngài, và đức tin của ta nơi Chúa Giêsu để mình khẳng định là mình có Chúa, có thầy tế lễ của mình đang giúp đỡ, đang cầu thế cho mình. Điều đó là quan trọng lắm. Thì Kinh Thánh nói đây là có, tức là đức tin nhận một cách rất rõ ràng, như là câu số 14 cũng nhắc trước ấy. Cái bền là bền giữ đạo, chúng ta đã nhận tin, tin mà nhận Chúa Giêsu thì hãy vững vàng gìn giữ được họ. Và Chúa chúng ta vĩ đại lắm, không những chỉ là người chăn hiền lành, là sự sáng, là bánh hằng sống, đúng không? Cái đường đi lẽ thật, là ngôi sao mai chúng ta, như hôm nay lại có thêm điều là Ngài là thầy tế lễ thực phẩm đang hàng ngày cầu thế cho mỗi cá nhân chúng ta, gia đình, hội thánh và sứ mạng mà Chúa đã giao chúng ta, để rồi chúng ta có sức mạnh, có niềm tin để hoàn thành với sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi một thầy tớ của Ngài trên phạm vi của mình và trên địa bàn của mình, xứ sở của mình. Rồi ngay trên liên đoàn giáo chúng ta đã cùng nhau kết ước để tiếp tục mà mang nước trời trong những tháng ngày tới này đó. Chúng ta rất tự hào điều đó. Tôi sẽ nhất vì đoạn 7 câu 25 đến câu 28 chúng ta thấy, ta xem lời Chúa trong theo cho đoạn 7, tôi xem câu số từ câu số câu 25 đến câu 28, xem câu 14 đi, từ câu, nếu đọc câu cả câu 14 thì chúng ta rõ hơn, nhưng mà tôi ta đọc từ câu 22 đến câu 28 nha. Vì thế Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho mọi cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước, và lại số thể tế lễ rất nhiều vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì thằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề thay đổi. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời,
vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó, thật là thầy tế lễ tượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ tượng phẩm khác cần phải hàng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình, sau vì tội dân, Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả. Mà dâng chính mình làm mình Ngài làm tế lễ, luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ tượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời. Như vậy là Chúa nhắc nhở chúng ta biết, như vậy là mình có cái thầy tế lễ hằng sống đời đời để cầu thay chúng ta. Và cái thầy tế lễ này được lập nên không bởi luật pháp mà bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài cũng không phải là dòng dõi của Lê-vi, nhưng dòng dõi Đức dòng dõi Gia Phổ là người Giu-đa và được lập lên theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Và chính chúng ta thấy không? Và cái chức vụ của Ngài là thầy tế lễ, nhưng Ngài biện hộ, luôn biện hộ để cứu trọn vẹn cho chúng ta là những kẻ đang sống nơi đây. Vì chúng ta thấy là Chúa biện hộ và Ngài làm trọn cái giao ước của Ngài cho những kẻ tin Ngài là bởi huyết giao ước. Lời của Chúa trong Matthew 26 câu 26 câu 28 là Chúa nói rằng trước khi Chúa lên thập tự giá, Ngài đã làm lễ tiệc thánh biểu tượng để sau này cho dân sự Chúa nhắc nhở dân các tôi con của anh Chúa là đây là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Cũng như trong Luca đoạn 22 câu 20 khi làm việc thánh thì Ngài cũng nói đây là giao ước mới trong huyết ta. Như vậy là Chúa biện thầy tế lễ, Ngài biện hộ. Chức vụ biện hộ như là giống như một luật sư. Ta thấy rằng là tôi con cái của Chúa khi đang sống ở dưới đất này, chúng ta không thể không nói mình không hề phạm tội, lỗi lầm ít hay nhiều mà thôi, có cái tội mình biết, có cái tội mình không biết, có cái tội cố ý hoặc là vô tình, nhưng đều là rơi vào trong lĩnh vực để phạm tội. Nhưng Chúa biện hộ, bởi vì luôn luôn tôi có sự cáo trách, ma quỷ nó luôn luôn là kẻ cáo trách kiện cáo. Nhưng mà lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 35 đến 33 đến 35 chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cũng nhắc nhở rằng là như vậy là ai sẽ kiện cáo kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Có rất nhiều kẻ kiện cáo. Nếu chúng ta ma quỷ kiện cáo chúng ta, những người mà ngoại đạo khác niềm tin cũng kiện cáo chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công bình bởi vì ta có niềm tin nơi Chúa, vì Chúa Jesus đang biện hộ chúng ta. Và ai sẽ lên án? Có rất nhiều kẻ lên án, ma quỷ lên án, nên là tội là phải chết, án là phải chết, nhưng Chúa Jesus Ngài nói là Ngài đã chết cho họ rồi. Và ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa? Có rất nhiều hình thức phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Chúa. Chúng ta đã đang đối diện với những hoàn cảnh rất khó khăn trong đại dịch Covid, sự cách ly, sự thiếu thốn, bệnh tật, rồi thì có sự chết chỉ cầm quyền, sự tất cả nhiều cái để phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu đang cầu thế chúng ta để không có gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong cứu Chúa Giêsu Christ và thập tự giá sự chết của Ngài cho những kẻ tin. Đó. Như vậy thì qua đây là Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta rất là vui mừng và tự hào khi mình có một cái thầy tế lễ tượng phẩm vĩ đại trải qua các tầng trời hằng sống để cầu thế cho chúng ta. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, trong nỗi niềm nào thì Chúa đều thấy, đều biết. Để rồi Ngài giúp đỡ, nâng đỡ chúng ta. Nên chúng ta vui mừng điều đó. Không sợ, đừng sợ, đừng buồn, và hãy tin. Và chúng ta xem tiếp phần câu số 16. Vậy vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta thông chỉ là có cần tụng.
Tác giả trong căn nhà là vậy. Khi mình biết mình có cái thầy tế lễ vĩ đại, yêu thương, nhân từ, tha thứ, năng quyền, thì vững lòng mà đến, đừng đừng e sợ, đừng sợ, đừng e ngại, hãy đến trong bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Và đây có cái danh hiệu đó là Chúa là ngôi ơn phước hay là ngôi thương xót, có những bản dịch gọi là ngôi thương xót. Chúng ta đầy lòng thương xót nên hãy đến với Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào để xin cái lòng thương xót. Chúa yêu thương, thương xót mà. Chúa chưa có vào lòng nhân từ để cái lòng thương xót trong ông dẫn dầu ơn. Và Kinh Thánh chúng ta thấy bất cứ một đối tượng nào đến gần Chúa mà cầu xin lòng thương xót, Kinh Thánh được kỹ thuật lại chúng ta thấy là đều được cái sự Chúa đối đãi lòng nhân từ. Giống như người mù ở thành Jericho, khi ông thấy họ thấy Chúa Giêsu đi qua thì ông kêu Chúa Giêsu ơi, lạy Chúa Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Và như là Chúa đã chữa lành cho ông. Rồi người người phung, câu chuyện 10 người phung trong lúc qua là 17, họ đáng được đang rất là cô đơn, bị cách ly xã hội, nhưng mà họ gặp với Chúa Giêsu, họ kêu lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng tôi cùng. Lời cầu xin của họ chạm đến lòng thương xót của Chúa nên Chúa chữa lành. Chúa chữa lành vì Ngài là ngôi thương xót. Kinh Thánh nói đây là Ngài là thể tế lễ tượng phẩm đời đời chí cao quyền năng, nhưng cũng là ngôi thương xót. Đây là nhắc nhở anh em hãy đến đến gần đến ngôi thương xót. Không ai thương xót mình hơn chính Chúa của mình đâu. Cha chúng ta yêu thương chúng ta, nhưng rồi 80 năm 70-90 năm qua đời cũng đó là cũng 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 không còn giúp đỡ chúng ta được nữa. Và vì hữu hạn là con người, nhưng Chúa chúng ta là đấng đầy rộng lượng thương xót và Ngài sống đời đời để giúp đỡ mỗi chúng ta, nên là được nhắc nhở chúng ta là hãy vững lòng, hãy đến gần nơi xin cho đến gần Chúa hơn. Hãy hàng ngày hàng lúc trong mọi bối cảnh, mọi nan đề, mọi thử thách, mọi gian lao, mọi cái khó khăn mà mình không thể bày tỏ cho ai được, hãy bày tỏ với Chúa để chính Chúa biết Ngài thương xót, thương xót. Và đây đến gần ngôi thương xót hầu cho chúng ta được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong việc có cần tụng, không có được ơn nữa, không những được thương xót, Chúa tha thứ yêu thương và Chúa còn ban ơn ân tứ để chúng ta có thể có khả năng phục vụ, làm việc và giúp đỡ những người khác được. Mình đã được mình giúp đỡ những người khác được, và theo sứ mạng của Chúa thì để cho mình lại tiếp tục thương xót cho những đối tượng cần được thương xót, giúp đỡ họ để rồi có cơ hội họ đến với Chúa Giêsu. Chính là Chúa nói trong Ma-thi-ơ với những người thương xót vì sẽ được thương xót. Khi mình nhận được ơn thương xót của Chúa, cái thương xót những người khác họ đang rơi với cảnh khốn cùng thì thương xót, để rồi mình cũng lại tiếp tục được thương xót và đến với Chúa của mình để rồi mình được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần tùng, tức là cái thì giờ có cần tùng, trong cái bối cảnh cần phải sử dụng cái gì đó, lĩnh vực gì đó, Chúa ơi con phải đáp ứng trường hợp này ra sao, Chúa ơi con phải xử lý cái bối cảnh này như thế nào, cái đối tượng kia đang gây khó khăn thì con phải xử lý ra sao. Đó thì chính đến với Chúa ở đây, đến với ngôi thương xót để đồng Ngài ban ơn và giúp chúng ta trong thì giờ có cần tụng. Rồi cảm ơn Chúa hôm nay cùng suy gẫm với cái đầy tay Chúa qua phần đoạn Kinh Thánh này, để rất là chúng ta có một cái, tôi như anh em có tin mừng là mình có một Đức Chúa là thầy tế lễ tượng phẩm vĩ đại và đầy lòng thương xót. Thế nên mỗi ngày chúng ta đến với Chúa như vậy là chúng ta đang nhận được cái ơn thương xót của Chúa, tình yêu của Ngài, cũng như là nhận được ơn để tiếp tục phục vụ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cái đầy tay Chúa, những anh em khác cùng học thêm và cùng bổ sung thêm trong phần hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa đã chúng ta cùng
học với lạy Chúa, cùng với mục sư Hiền đã hướng dẫn chúng ta học lạy Chúa trong sách Hebrơ đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16. Chúng ta cũng biết rằng chính Chúa Giêsu Christ đấng chúng ta ngợi khen thờ phượng chính là thầy tế lễ thượng phẩm, không có là thượng phẩm, đã cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm đã trải qua mọi việc giống như chúng ta nhưng không có phạm tội. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm luôn luôn để ở bên ngay của Đức Chúa Trời, ở bên phải Đức Chúa Trời để biện hộ cho mỗi một chúng ta. Là tạ Chúa. Chúng ta cũng xin mời quý tôi tới Chúa, chúng ta cùng góp phần và chúng ta học hỏi thêm qua phần đoạn Kinh Thánh mà mục sư Hiền đã hướng dẫn cho chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay. Cảm ơn mục sư Hiền đã cho chúng ta sáng nay một phần đoạn Kinh Thánh rất là quan trọng. Nó cũng phù hợp với điều mà hôm qua mục sư Gia Hiền chia sẻ ở trong lò lửa hừng. Tại vì cái bối cảnh của Hebrew thì đó là như vậy. Hội thánh đang bị bắt bớ rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao mà chúng ta nhìn thấy ở trong Hebrew đoạn 11 thì nhấn mạnh về phương diện đức tin và thậm chí là họ bị cưa xẻ về đức tin, họ bị tuẫn đạo một cách gọi là một rất rất là giống như là bị tra tấn, cưa xẻ, tù đầy, thế gian không có chỗ cho họ. Rồi trong đoạn 12 nhấn mạnh nhìn xem Đức Chúa Giêsu và họ vững vàng vì họ chuẩn bị đã gần đến quê hương trên trời rồi, vân vân. Và đó là một cái giai đoạn rất khó khăn đối với hội thánh đầu tiên, và Hebrew là một trong những sách để nhấn mạnh về cái yếu tố then chốt, đó là chúng ta có một cái đấng tể trị, hay dùng ngôn ngữ của Hebrew đó là một cái đấng thầy tế lễ, là thầy tế lễ tốt hơn để mang tới một cái giao ước tốt hơn, như ở trong Hebrew đoạn 8. Chút nữa chúng ta sẽ đọc một số câu kinh thánh như vậy để liên hệ, để chúng ta nhìn thấy đó là một sự xuyên suốt của Hebrew. Và đó là lý do mà tại sao khi mà viết lá thư này đến cho hội thánh, đặc biệt là với những người mà Israel, và đặc biệt là đối với những người mà đã từng giống như là Phaolô, đã từng biết rất rõ về cái nguồn gốc của mình được quý trọng như thế nào, thì ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà mục sư Hiền cho chúng ta đọc thì đó là một cái sự gợi mở đầu tiên về cái chức thầy tế lễ. Nếu mà nhấn mạnh ở đây, ở trong toàn bộ Kinh Thánh Hebrew nhấn mạnh về cái chức thầy tế lễ, hồi nãy mục sư Hiền đặt cái bài giảng mình là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, phải không ạ? Bữa nay sử dụng chữ vĩ đại thoải mái quá ha. Sao vậy Lâm, ở miền Nam chúng tôi là không được sử dụng chữ vĩ đại nhé. Ok. Thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng để nhấn mạnh về cái yếu tố thầy lễ thượng phẩm vĩ đại và là duy nhất, là sau cùng, là giao ước tốt, là giao ước tốt hơn, thì đó lý do mà tại sao chúng ta thấy từ trong câu 1 đến câu 3 thì nói rằng là Ngài đấng Christ siêu việt, hay là tốt hơn, giao ước đó tốt hơn tiên tri, giao ước đó tốt hơn các thiên sứ, từ đoạn 1, từ câu 4 đến đoạn 2, câu 18. Giao ước đó tốt hơn giao ước của Môi-se, từ đoạn 3, từ câu 1 đến câu số 16. Thậm chí giao ước hay là đấng Christ tốt hơn Joshua, từ đoạn 4, từ câu 1 tới câu 13. Và bây giờ trình bày về cái giao ước của
thầy hay là thầy tế lễ là Chúa Giêsu Christ. Như hình ảnh mục sư Hiền đã trình bày rồi, chúng ta nhìn thấy được rằng đây là một nhấn mạnh về cái yếu tố Ngài đã kinh nghiệm một sự từng trải giống như là con người chúng ta, nhưng mà có một sự khác biệt rất lớn, Ngài không hề và không bao giờ phạm tội. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Chúa Giêsu có một cái là một, nếu mà trường hợp nói Ngài là con người 100% thì Ngài là con người 100%, và Ngài cũng là một Đức Chúa Trời thành nhân. Và đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy rằng Ngài trở thành một cái gương mẫu trên mọi chúng ta. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này nó gợi mở, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu tìm được ơn trong cái thời giờ khó khăn, trong thời giờ có cần dùng, hay là tìm được cái ân điển trong những cái thời giờ đặc biệt. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng chính thầy tế lễ được nhấn mạnh ở trong yếu tố này là một thầy tế lễ mang đến một cái sự đột phá, một cái con đường mới và sống, như ở trong Hebrew đoạn 10 câu 19-20 mà chúng ta thường đọc, đúng không ạ? Hỡi anh em chúng ta, nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới mà sống, mà Ngài mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua cái xác Ngài. Và đó lý do mà tại sao ở trong đoạn 8 cũng là cái phân đoạn Kinh Thánh nói rất nhiều về thầy tế lễ thượng phẩm tốt hơn là Chúa Giêsu trên mọi chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái đoạn ở trong câu Kinh Thánh ở trong đoạn 4 được mở rộng ở trong đoạn 8, đoạn 9 thì chúng ta sẽ nhìn thấy sáng hơn, có nhiều cái ý về thầy tế lễ. Tôi xin đọc ở trong đoạn 8 từ câu 1 đến câu 2. Đại ý điều chúng ta mới nói là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh về đền tạm thật bởi Chúa dựng nên, chẳng phải bởi một con người nào. Ở trong câu 6, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập nên trên lời hứa tốt hơn. Giao ước được lập trên lời hứa. Và tại đây chúng ta nhìn thấy rằng lời Kinh Thánh được đến, và để thực thi được ở trong đoạn 4 thì chúng ta nhìn thấy rằng thầy tế lễ thượng phẩm không những là đấng đang cầu nguyện, cầu thay cho chúng ta, phải không ạ? Đang cầu nguyện cho chúng ta, và đấng đó cũng là đấng mà thực hiện hay là thực thi được những cái lời hứa của Chúa. Toàn bộ tất cả những lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh, chúng ta nhìn thấy rằng qua giao ước, qua quyền năng của Chúa Giêsu Christ được thực thi ở trên mọi chúng ta. Và đó là điều rất là diệu kỳ. Ở trong câu số 11 của đoạn 9, nhưng đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền thạm lớn hơn, trọn vẹn hơn, không phải với tay người ta dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Rồi ở trong câu số 15, nhân đó Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết thì chuộc tội và phạm dưới giao ước cũ nữa. Để tôi gọi sự nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Và như vậy tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái từ ngữ thầy tế lễ thượng phẩm đổ huyết ra để chuộc lại gì? Chuộc lại tất cả những cái ân điển như ở trong đoạn 4 hồi nãy mục sư Hiền đã hướng dẫn chúng ta, phải không ạ? Ở trong đoạn 4 câu số 16, chuộc lại những cái đặc sủng, đặc ân mà hết thảy chúng ta đã và phải nhận được. Để giữ cái đời sống đức tin chúng ta. Và nếu đối với các hội thánh Hebrew đang trong sự khó khăn, thử thách, thì họ cần một sự vững vàng đức tin. Thì giống như là cái bài học hôm qua chúng ta học với lại mục sư Gia Hiền, thì cho dù có bất cứ một cái điều gì khó khăn xảy đến trên mọi chúng ta, thì chúng ta vẫn có một sự chuẩn bị sẵn sàng. Và chúng ta cũng nhìn thấy hồi sáng nay có mục sư Lê Hiền cũng thông tin về Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, họ đã và đang được mời
Và tôi nhìn thấy ở bên đài Voa tiếng Việt, đài Voa có nghĩa là Voice of American, đài tiếng nói Mỹ. Hôm qua thì cũng phỏng vấn mục sư Xuân Loan ở trên đó, để tôi có dịp tôi có nghe. Thì mục sư xác nhận là nhà nước đã kê, đã gọi lên mấy người đó, 8-9 người rồi đó, rồi bây giờ là phải gọi đến các em thiếu nhi. Ta nhìn thấy được rằng sự khó khăn nó vẫn hiện hữu, sự khó khăn nó vẫn hiện hữu. Mặc dù thì ngay bây giờ thì tôi cũng sẽ nói rõ với quý vị rằng cái tình hình là nó rất là khả quan nhiều so với cách đây 10 năm, với cách đây 20 năm. Tuy nhiên chúng ta không hề có bất cứ một sự chủ quan nào cả cho đến khi nào chúng ta gặp Chúa, và luôn luôn phải nhờ cậy Chúa với tư cách thầy tế lễ. Và chỉ có Chúa mới có thể cảm thông cái sự bắt bớ, cảm thông sự yếu đuối, cảm thông tất cả những tội lỗi mà chúng ta nhận. Và chính Ngài đứng vào trong cái chỗ của tội lỗi, cái chỗ của sự vi phạm, để Ngài cứu chuộc chúng ta. Và đó là cái công việc của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Tôi xin đọc lại từ vĩ đại là cái từ của diễn giả sư Lê Hiền đặt trong ngày hôm nay, cũng rất là hay, cũng tốt. Và đó là đấng duy nhất để có thể giúp đỡ chúng ta. Và Ngài là cái giao ước tốt hơn. Từ ngữ tốt hơn ở đối với chúng ta có thể là chúng ta không thấy có cái gì đó có vấn đề, tại vì Ngài đấng duy nhất rồi. Nhưng mà đối với người Israel, đối với người Do Thái thì họ rất thần tượng, rất thần tượng những cái người những cái người vĩ đại. Họ cũng sử dụng từ vĩ đại như vậy, như là Môi-se, như là Hê-li, như là Giô-suê, như là những tiên tri ở trong thời kỳ cũ. Đó lý do mà hồi nãy cái phần trên mà tôi nói đó, Kinh Thánh Hebrew trước khi nhấn mạnh về cái uy nghi duy nhất cao cả của Chúa Giê-xu, thì Ngài nhấn mạnh những cái yếu tố đó, đưa ra một sự so sánh để nhìn thấy dân sự của Chúa không có, ở trong thời kỳ Hebrew này viết ra, không có tuyệt vọng mà là hy vọng, không có cảm thấy bất an, nhưng mà vui mừng bước đi với đấng quyền năng, vì biết rằng đấng Emmanuel, thầy tế lễ, đang ở cùng và đang bày tỏ về quyền năng một cách mạnh mẽ trên đời sống của họ. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái thông điệp nó mang một sự gây dựng thức tỉnh rất lớn đối với hội thánh trong thời kỳ đầu tiên nói riêng, và đối với chúng ta ngày hôm nay. Và cái then chốt vẫn là nhìn xem thầy tế lễ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, hầu cho không bị mỏi mệt sờn lòng, như là trong Hebrew đoạn 12 câu 1 đến câu số 3, để họ vững vàng ở trong ân điển của Chúa. Và ước rằng phần đoạn Kinh Thánh này cũng giúp đỡ để chúng ta tiếp tục bước tới kinh nghiệm được cái sự vững bước ở trong cái linh trình, mặc dù phía trước chúng ta đang là bất cứ cái sự khó khăn nào, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không có cô đơn một mình, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được sự vững vàng. Hãy vững lòng đến gần nôi ơn phước, hầu tìm được ơn, hầu tìm được sự thương xót, hầu tìm được cái sự nâng đỡ, hầu tìm được lời hứa ở trong chức vụ của thầy tế lễ đang khi được công bố ra. Hầu cho thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng, trong cái thì giờ khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhiều cái khoảng tối ở trong cuộc đời của mình, và điều đó nó cũng chưa có thể nào gọi là hết được đâu. Vì Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Ta đã thắng thế gian rồi, và ta đang là thầy tế lễ, ta đang là người cầu nguyện trong cái tư cách của một thầy tế lễ, ta đang là người công bố lời Chúa trong tư cách của một người tiên tri, ta đang là người dẫn dắt trong cái tư cách của một người lãnh đạo, giống như là đó là cách vi sánh của Môi-se, vi sánh của tiên tri, trong tư cách của một người chiến sĩ giống như là Giô-suê.
Và đó là cái ý nghĩa của cái điều mà Chúa muốn hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Cảm ơn. Về câu Kinh Thánh Hebrew đoạn 12 câu 26 đến câu 27 đến câu 28-29. Tiếng đứng ấy bây giờ rúng động cả đất. Hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có một phần một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là một đám lửa hay rúng động. Cảm ơn Chúa là tôi rất là được khích lệ, được Chúa mua chuộc, được Chúa kêu gọi vào một nước của Ngài, đó là một nước không hề rung động. Cảm ơn Chúa. Nước không hề rung động, không có lung lay bất cứ chuyện gì. Từ nguyên thủy và đến ngày hôm nay, cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời không bao giờ thay đổi. Cái niềm tin của chúng ta dù chết, dù sống, dù vui, dù buồn, dù khổ, dù sướng là Chúa trên hết. Cảm ơn Chúa thì chắc chắn là Chúa đem chúng ta vượt qua tất cả đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. Và Kinh Thánh này rất là được cái lễ như bài một sư Đức chia sẻ, chúng ta có một thầy tế lễ rất là vĩ đại, Chúa Giêsu để tế lễ thiên phòng. Chúng ta cũng là thầy tế lễ mà Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Cảm ơn Chúa. Thầy tế lễ, chúng ta là thầy tế lễ không phải khả năng của chúng ta, mà Chúa đã mua, đã chuộc, ân điển của Chúa ban cho chúng ta. Vì cớ ấy chúng ta không có phè phạc gì cả, mỗi ngày ta cảm tạ Chúa, kính sợ Chúa, tôn trọng Chúa mỗi lúc mỗi nơi. Cảm ơn Chúa. Hôm qua thì tôi có tham dự học sách Roma, vì hôm qua thì tiếp tục đám tang ở bên Lộ Ô nữa. Cảm ơn Chúa, liên tục như vậy đó của Chúa. Mà nay thì nới rộng hơn, được chia sẻ lời Chúa rộng sự, được chia sẻ lời Chúa đông, rất là đông người, vì trải qua rất là mấy tháng rồi, kể cả hội thánh Xê Mây cũng như là hội thánh mình. Ngày hôm nay thì họ chăm chú hơn, chia sẻ lời Chúa, họ tiếp thu hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta được tham dự vào một nước không hề rung động. Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa bổ sức chúng ta để chúng ta vượt qua tất cả. Cảm ơn Chúa, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào. Xin Chúa ban phước cho quý mục sư. Đây là ông họ thêm, góp phần thêm vào lời chia sẻ mục sư Đức, chia sẻ mục sư Hiền. Sách Hebrew này nó là cái sách rất quan trọng để dạy chúng ta về đời sống, bước đi với Chúa trong ân điển và lẽ thật. Do đó thì tôi sẽ ngắn gọn về hai chức vụ mà chúng ta thấy trong sách Hebrew này nhắc về chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Thứ nhất là thầy tế lễ, và thứ hai là thầy tế lễ thượng phẩm. Trong chức vụ thầy tế lễ thì Ngài làm cái gì? Và trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm thì Ngài làm cái gì? Thì để chúng hiểu được cái điều này thì chúng ta mới thấy đây là cái cách mà Chúa dạy chúng ta thiết lập cái đời sống tương giao với Chúa một cách tích cực trong ân điển và trong lễ thật. Giống như câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy, đến gần mỗi ân phước để nhận sự thương xót và tìm được ơn. Thì để gần micro hai câu thôi. Thì đây thứ nhất là trong thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta thấy đoạn 5, bởi vì nó liên quan cái đoạn Kinh Thánh mà mục sư Hiền cho biết đó, thì nó liên quan đến đoạn 5. Chúng ta thấy từ câu 5 á, chúng ta hay thấy hai lần nhắc về thầy tế lễ thượng phẩm và thầy tế lễ thượng phẩm. Để cái chức tế lễ chúng ta coi câu số 7, câu số 6 á, thì lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng ngươi làm thầy tế lễ, làm thầy tế lễ thôi,
Rồi sau đó thì ở dưới câu dưới thì mới nói rằng lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Và nãy một sư Hiền cũng có dẫn chứng để chúng ta có một câu kinh thánh hỗ trợ thêm là qua đoạn 7. Qua đoạn 7 thì ở đây cũng nói về hai vị trí, hai chức vụ của Chúa Giêsu, đó là thầy tế lễ và thầy tế lễ thượng phẩm. Câu 23 đoạn 7: vả lại thầy tế lễ rất nhiều vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ, như ngài vì còn vì hằng có đời đời nên giữ chức thầy tế lễ. Thầy tế lễ không hề thay đổi, bởi đó ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Thì cái phần này trở về trước đó, thì nói về chức vụ thầy tế lễ ở trong vị trí cầu thay. Rồi sau đó thì chúng ta thấy câu 26 ấy là đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng. Thì sau khi trình bày xong đó, thì cái mục đích của thầy tế lễ thượng phẩm làm gì? Chúng ta coi câu 28: về luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng làm nên trọn lành đời đời. Ở đây tôi chỉ trình bày thế này: hai cái chức vụ của thầy của Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Thầy tế lễ thì làm việc nơi thánh thôi, nhưng mà thầy tế lễ thượng phẩm thì làm việc nơi chí thánh. Do đó thầy tế lễ ở nơi thánh là ở trong cái chức vụ cầu thai. Chức vụ cầu thai thì chúng ta thấy đấng cầu thai, mà trong cái chức vụ đầu cầu thai đó thì ngài là của lễ chuộc tội. Do đó chúng ta mở ra văn nhất đoạn 1 câu 2. Khi chúng ta có phạm tội thì chúng ta phải đấng cầu thai, và ngài là của lễ chuộc tội. Của lễ chuộc tội có nghĩa là sao? Là có tội phải đền tội. Do đó khi cái người mà xưng tội đó, ở trong văn nhất luận 1 câu 9 đó, khi các em xưng tội thì ngài là thành tín công bình tha tội. Tha tội ở đây là có đấng cầu thai, bởi vì đấng cầu thai này đã lãnh cái trách nhiệm đền tội thay cho cái người xưng tội, đó là tha tội. Tuy nhiên chúng ta nếu mà chúng ta chú ý câu mà văn nhất đoạn 1 câu 9 nói rằng không những ngài tha tội mà còn làm sạch tội, còn làm sạch tội. Thì tại nơi thánh đó, khi cái người xưng tội đó thì đấng cầu thai chỉ là đền tội thay thôi, nhưng mà nơi chí thánh thì Đức Chúa Trời, đấng thầy tế lễ thượng phẩm mới làm sạch tội, mới được trọn lành đời đời. Thì hai chức vụ đi đôi của Chúa Giêsu là chúng ta phải nắm cho vững. Bởi vì ngài cầu thai ở đây, khi chúng ta xưng tội thì luật của Chúa có tội phải đền tội. Do đó đấng cầu thai mới nói với Đức Chúa Cha, con đã là của lễ chuộc tội cho họ. Như vậy thì Đức Chúa Trời tha tội, bởi vì đã có cái người, có một cái người lãnh trách nhiệm đền tội thay, đó là nơi thánh. Nhưng mà để làm sạch tội thì phải bước vào nơi chí thánh. Nơi chí thánh là nơi mà Đức Chúa Giêsu sẽ làm sạch tội. Thì lấy cái sự sống của ngài thay đổi cái sự sống đó, sự sống mà là xuyên tội đó, thì là thay đổi đi thì mới được sạch tội. Do đó cái chức vụ của Giêsu là song song hai chức vụ: tế lễ và thầy tế lễ thượng phẩm. Cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn sư Minh đã bổ sung thêm. Chúng ta đến bây giờ, chúng ta để Chúa Thánh Linh phán với mỗi một tấm lòng của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy được chúng ta có Đức Chúa Giêsu Christ vừa là thầy tế lễ, vừa là thầy tế lễ thượng phẩm cho mỗi một chúng ta. Ngài đã tha thứ tội cho chúng ta và muốn mỗi một chúng ta được sạch tội nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen ngài. Chúng ta hiệp ý kính mời mục sư Liêm ạ. Kính mời mục sư Liêm sẽ dâng lời cầu nguyện và cái bài học mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay với lời của Chúa từ các mục sư. Kính mời mục sư Liêm. Ôi lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúa ơi, không những là của Chúa, ngài là Cha của chúng con, ngài là Vua của muôn vua, ngài là Chúa của muôn Chúa. Ngài là thầy tế lễ, Chúa ơi, thượng phẩm, Chúa ơi, chúng con. Chúng con là chức tế lễ nhà vua, Chúa ơi, chúng con. Cảm ơn ngài
vì được Ngài đã mua chuộc chúng con, vì được Ngài đã chuyển chúng con từ nơi tướng tối tăm vào chuyển vào nước sáng láng lạ lùng trong con yêu dấu của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Không những điều đó nữa, Ngài đã giao cho chúng con thầy tế lễ của Ngài, chức tế lễ của Ngài, nhà vua của Ngài. Chúa ơi, để chúng con luôn luôn chú ý về sự kêu gọi của Ngài. Vì điều đó thì chúng con không có ngã lòng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, Ngài ở cùng chúng con. Của Chúa, Ngài là đấng cầu thay cho chúng con. Ngài là đấng mua chuộc chúng con, làm cho chúng con sạch tội của Chúa ơi mỗi ngày. Của Chúa ơi, đang khi chúng con bước đi, của Chúa hầu việc Ngài. Của Chúa, chúng con là con người. Của Chúa ơi, có lúc, của Chúa ơi, mỗi lúc, mỗi nơi chúng con hay, của Chúa ơi, phạm tội lắm. Của Chúa ơi, khi chúng con đến với Ngài, chúng con thành thật xưng tội với Ngài. Ngài là đấng thần tính, Ngài tha tội cho chúng con và làm cho chúng con sạch mỗi điều của Chúa ơi gian ác, để chúng con tiếp tục hầu việc Chúa nữa. Của Chúa, đến ngày mà chúng con gặp mặt Chúa, dù khó khăn trên đời này của Chúa ơi xảy ra, của Chúa ơi với chúng con, và có sự kiển cáo của Chúa ơi từ thế gian, từ ma quỷ của Chúa, hiện nay của Chúa chúng con nghe của Chúa ơi chi thể của Ngài, của Thánh truyền giáo của Hưng, Chúa ơi xin Ngài luôn luôn là đấng của Chúa ơi che chở. Khi ai đã kiển cáo họ ư, chính Ngài đã chịu chết. Chúa ơi, chính Ngài đã mua chuộc. Không thể nào, của Chúa ơi, ai có thể phân rẽ tình yêu thương của Ngài đối với họ, đối với chúng con cũng như thế ấy. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Dù ma quỷ có thể kiển cáo chúng con vì sự khuyết điểm của chúng con mỗi ngày, nhưng Ngài đã trả giá cho chúng con rồi. Mọi việc Ngài đã làm xong cho chúng con. Chúa ơi, chúng con miễn là chúng con ăn năn, miễn là chúng con xưng tội với Ngài. Chúa ơi, Ngài muốn điều đó, làm thầy tế lễ thánh sạch của Chúa ơi trước mặt Ngài, của Chúa bước đi với Ngài với sự thánh sạch của Chúa ơi, với sự ngay thẳng của Chúa ơi trước mặt Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin tiếp tục dẫn dắt chúng con và đời sống của chúng con. Bầy chiên của Chúa được gây dựng, bầy chiên của Chúa được khích lệ, và vương quốc của Chúa được mở ra. Của Chúa, nhiều người của Chúa được thu hút bởi tình yêu thương của Chúa và bởi quyền năng của Chúa ở trong chúng con. Mỗi một tôi tớ của Ngài tại phòng Zoom này, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, qua những cái cơn dịch này của Chúa ơi, thì nhiều người họ đến với Ngài. Của Chúa ơi, đặc biệt nữa là của Chúa hội đồng Bụi Linh, Chúa ơi xin Ngài, của Chúa đổ đầy chúng con bằng của Chúa ơi quyền năng của Ngài, đổ đầy chúng con bằng với tình yêu thương vĩ đại của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, vì điều đó kéo những người họ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, kéo những người mạnh mẽ và trở nên mạnh mẽ hơn, kéo những người chưa biết về Chúa để họ biết về Ngài, để họ được giải cứu. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con dâng những lời mà chúng con hôm nay của Chúa là lắng nghe mỗi buổi sáng này, đóng ấn vào lòng chúng con, đem đến gây dựng chúng con, đem đến sự khích lệ chúng con, đem đến sự an ủi chúng con, đem đến sự nuôi dưỡng cho chúng con. Qua đó chúng con được lớn lên giống như Chúa Giêsu. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hợp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.